À, còn bây giờ tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. À, vâng, chị thúy viạ, à, những cái thông tin về tình hình mưa gió tại trung bộ có gì cập nhật ạ? À, vâng, thưa anh Sơn Lâm, à, bão số 9 thì đã suy yếu thành một vùng áp thấp rồi à, và đã ra khỏi địa phận của nước ta nhưng nó cũng đã gây mưa rất là lớn cho những khu vực mà nó đi qua. Tại Đà Nẵng là 219 mm, còn các nơi khác như là tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam hay là Quảng Ngãi thì đều trên 450 mm. Trong tối và đêm nay thì mưa ở Đà Nẵng sẽ giảm, vùng mưa chủ yếu sẽ là ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Con Tum hay là Gia Lai với lượng là từ 40 tới 70 mm. Từ ngày mai thì mưa sẽ giảm. Sau mưa to gió lớn giờ là lúc bà con phải đối mặt với lũ. Sông Bu Gia Quảng Nam đang trong tình trạng khẩn cấp. Từ 15 giờ 30 ngày hôm nay, thủy điện Đắc Mi 4 đang xả tràn 5.100 mét khối trên dây. Có hai kịch bản xảy ra. Nếu thủy điện duy trì mức xả này trong tối và đêm nay, thì mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng trên báo động 3 là 1 m 30 dưới lũ lịch sử năm 2009 là khoảng 47 cm. Còn nếu thủy điện tăng lưu lượng xả lên gấp đôi, tức là 11.400 mét khối trên dây, thì lũ sẽ vượt báo động 3 khoảng là 2m20 và vượt lũ lịch sử năm 2009 là khoảng 43cm. Vùng trũng thấp ven sông ở một loạt các huyện thành phố nằm trong vùng có nguy cơ rất cao về ngập lụt sâu. Đó chính là Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An của Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Bà con cần phải chủ động kê cao đồ đạc để tránh lũ. Chuyển sang thời tiết thủ đô Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh nên à, đang tăng cường nên trời đã có mưa nhỏ từ chiều ngày hôm nay và dự báo là sẽ duy trì trong cả đêm nay. Do vậy mà nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Lúc này là khoảng 25 độ. Về đêm và sáng chỉ còn khoảng là 21 độ và cảm giác là sẽ lạnh hơn. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nay cũng sẽ nhiều mây, có mưa rải rác và có những nơi sẽ có mưa vừa. Nhiệt độ lúc thấp nhất sẽ vào khoảng là 25 độ. Đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Còn bây giờ xin mời anh Sơn Lâm sẽ tiếp tục chuyển động 24 giờ.